Khánh gì ơi, hết. Khánh ơi, chương trình mình vui á, thôi đừng có căng quá. Đừng có căng quá. Trời ơi, kỳ nhanh thẳng dám hay luôn á. Hồi nãy sao em chơi game xong cọc vậy? Cọc. Em giỡn á. Không, Khánh em xuống đây em cọc với anh nè. Lại đây, lại đây. Lại đây sao? Lại đây. Không minh được luôn á trời. Ủa cọc anh. Chơi game show không có cọc. Hiện lành nè. Mấy rồi, mấy không rồi. Hiện không hề có nét diễn bậy luôn nè. Nét diễn bậy luôn nè. Ôi da. Diễn thiệt mà cố. Chân thật. Diễn thiệt như vậy mình không biết là bạn có uống hay không, nên là bạn phải rót ra ly đi để mình biết được là bạn có uống. Uống. Ai hồi nhấp môi thôi, nhấp môi hả? Em chơi game căng vậy Khánh. Căng chứ anh. Cọc giả hay quá. Hồi nãy á, Thiện tính là không có cọc rồi. Tại vì mình thấy mình cũng thua rồi, mình không có cọc. Thì em mình dặn mình là mình đừng có cọc thì mình không cọc. Nhưng mà bây giờ nó cọc. Ê, bây giờ sao? Giờ muốn gì? Không cọc, giờ làm gì? Mình là gây xì, thật lắm, mình là gây xì ơi. Đi Kuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Chàng trai kế tiếp. Ủa em, phim trường mình âm độ hay sao? Lạnh quá, tại vì mà mình mới đi từ ngoài nắng vô á. Mà vô đây cái mình thấy cái thời tiết nó đổi liền, rồi mình mặc áo khoác liền cho nó ấm. Tên gì nè? Mình tên là Johnny. Sao tụi em đi quay mà mặc áo chống nắng vậy? Tại sao đi quay chương trình này xung quanh đèn đóm nhiều quá mà em mặc chi mà kính cổng cao từ rồi 2-3 lớp vô Johnny? Anh hỏi dạ. Ai vậy anh Nghĩa? Đây, hỏi bên đây trước rồi tới em sao? em sợ bị đen. Nhiều khi lúc đi quay hai tay hay bị đen, với lại mặt bị đen cho nên là em mặc vậy. Vậy đó hả? Em ơi, vậy đeo khẩu trang luôn đi em. Dạ có luôn. À, vậy đeo đi để đỡ bị đen cái mặt. Ủa mà em để dưới rồi. Đâu có cần khẩu trang, trời đất sao ơi. Sao tôi nói thiệt. Tấm lên. Đây này à. Cái áo nè, cái cổ áo nè. Đó. Trời vô ơi. Vô luôn. Tự nhiên vậy anh dạ. Nhớ cô bé mùa đông quá à. Sao bữa nay chương trình mời toàn là những cái người lạ vào đây? Chương trình Giọng Mãi Giọng Ai là một chương trình mang đến âm nhạc, chúng ta phải mời đến ca sĩ. Tại sao lại mời shipper và ký giả vào đây? Các bạn đến với chương trình, các bạn đã hình dung được cái mình phải đối mặt với những điều gì chưa? Dạ chắc là sẽ bất ngờ lắm. Diễn mình để bất ngờ xem nào. Tôi cảm nhận cái sự nỗ lực của bạn, tôi đã rớt mắt. Dạ, rất tuyệt vời. Anh đừng khóc cho sống chương trình như vậy. Dạ. Giỏi lắm. Dạ, cảm ơn bạn. Bạn sẽ tiến xa mà. Tinh tế. Khánh ơi, ba nắm bóng phần 2 chắc anh Phi mất tay. Mời Chris. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhẹ thôi, không sao đâu. Nhẹ lắm. Ôi! Sao anh nó nhảy ơi? Chúc mừng bạn. Chúc bạn đã trúng thưởng rồi. Thấy sao nào? Nó chỉ hơi thốn nhẹ thôi. Không có thốn nhẹ đâu anh. Chris có hay sử dụng rê chuột nhiều không? Dạ có. Chắc bây giờ tập dùng tay trái đi nha. Ổn không? Dạ ổn. Quéo nhẹ hả chứ không sao hết. Đúng hô luôn rồi. Khánh ơi, bà nóng phần 2 chắc anh Phi vậy luôn. Đâu, mình đổi vai thôi, có nghĩa là em qua vai của nó bóng được rồi. Nào, tới người anh em của chúng tôi. Không, mình làm cái gì mà mọi người phải thắc mắc, mọi người phải tìm kiếm á. Để hai người đó làm thôi, Thiện không cần làm, để mọi người đoán chơi cho vui. Thiện đến Thiện chơi game này nè. Game show. Chơi vậy rồi, ai rồi. Chơi tay game nào? Show ba nhà Thiện nó muốn làm gì làm. Tay này tao, tay này có nhiều nhẫn quá. Thì anh em còn gạt nhau vậy hả? Alo. Dạ bạn Lý Thiện hả? Thiện vẫn ổn nha. Thiện ơi. Các bạn cảm biết được mọi người ơi. Mình đến cái gì đâu nè. Cái này em thấy diễn hơi lố rồi. Không, anh đâu thiệt á. Anh nói thiệt mà. Không có sao gì. Cảm biết được mọi người ơi, không sao cả.
tối nay đi hát anh. Ủa sao vậy anh, sao bị kỳ vậy? Bị con ngón hả? Khi nó phập vô thì nó phải vậy thôi em. Không không, kiểu mình là phong cách hip hop á, mình kiểu hát kiểu nhạc chất chất á. Rồi vô đáng đại đi, đừng nói làm nữa. Em nhường bạn nữ phân tích Funny. Trước à. Sao vậy, sao nhường em cô đơn quá hả? Có khi nãy giờ lo lo sót hai thành viên của mình á, cho nên em cũng không biết. Ủa anh bị kẹp mà em. Em bắt gì em sót hai bên đây. Cái phát nói ban đầu của em thì em nghi ngờ ai? Thôi em tin người anh của em. Tại sao? Tại vì bình thường đau là lúc nãy ngồi đây em thấy rất là tin người ấy. Cho nên là ủa sao anh cười vô mặt em vậy? Không phải, ý là tin thiện nó đã có ứng dụng không? Kiểu rất là tin người á. Nhưng mà tin độ bên kia thì cảm thấy không được. Người anh em thiện lành. Người anh em thiện lành của em. Ok, cảm ơn mọi người. Coi như là linh cảm luôn chứ không chưa phán đoán gì hết. Khánh ơi, chương trình mình vui á, không, đừng có căng quá. Đừng có căng quá. Tại sao chơi game mọi người anh? Căng thẳng, dám hay luôn á. Hồi nãy sao em chơi game xong cọc vậy? Cọc. Em giỡn á. Không, Khánh em xuống em cọc với anh nè. Em đang suy nghĩ lại coi là cái âm thanh nào nó thật nhất. Thì em nghĩ là chắc là Chris. Tại vì em thấy là Chris nghe cái âm thanh nó thật, với lại cái nét mặt của Chris cũng thật nữa. Vậy luôn mà. Thì đó, nên là em nghĩ là Chris. Thì không biết là anh Tony như thế nào ạ? Tony thấy thiện thì giờ anh thiện diễn hơi lố. Nhưng mà nãy giờ Tony thấy chuối có vẻ hơi là im kiểu giống như là thí dụ mà đau mà cũng gằn xuống. Tại cái màn đầu tiên là thấy đau là mình la lên rồi. Nhưng mà màn này có vẻ diễn hơi khác một chút. Có nghĩa là thay đổi chiến thuật đúng không? Rồi, thay đổi chiến thuật. Chết lặng. Nhưng mà theo em nghĩ là mình có thể kẹp lại thêm một lần nữa được không? Phải. Em không chịu đâu. Chúng tôi sẽ cho các bạn một cơ hội cuối cùng trước khi chúng ta chốt đáp án. Đó chính là cả ba người sẽ đồng thời đưa tay vào bẫy chuột cùng một lúc. Nào, những người anh em thiện lành của tôi, cố lên. Sam và anh Huy sẽ đếm khẩu lệnh là 3, 2, 1. Cả ba bạn đều ấn tay vào nha. Đâu? Ổn mà. Đâu rồi? Không sao đâu. Trai tráng mà. Giữ ổn. Rồi chuẩn bị nha. Sẵn sàng ạ. 3, 2, 1. Xin mời. Rồi giữ nguyên đi. Kết quả là 5, 4, 3. Funny, ai? Người anh em thiện lành. Chí Thiện. Duy Khánh. Theo cho này nghĩ là em cũng chọn anh Thiện luôn. Em chọn anh Thiện. Cho đáp án. Chào, xin mời ba người chơi hãy rút tay ra. Hãy cầm cái bẫy của mình ra nào. Quỷ để này cho mày. Cái này có sự sắp đặt của chương trình. Không, chúng tôi không hề có một sự sắp đặt nào cả. Hoàn toàn không cố ý để mà ai phải chạm vào bẫy chuột cả. Rất ngẫu nhiên. Nhưng mà cái nét của người anh em của em nó khác lắm anh. À Huy, chúng tôi chỉ có một chút sự ưu ái nhờ tiền bối mà thôi. Hồi nãy em có nhớ cái bạn đậu gì ra là để em nghe lúc mà nó cụp xuống á, nó hông đến mức đâu đến cái mức mà phản ứng mà kiểu mà tạo ra âm thanh như vậy. Thì em thấy bạn chuối thì bạn làm một cái bụp, thì em có cảm giác là để cái tay cái bụp để lên xong nó rớt xuống thì tạo ra cái âm thanh nó vang hơn. Chris thì em thấy bạn để im nên là em loại trừ bạn đó. Và em có cảm giác là anh Thiện. Thì ngay lúc đó thì anh Tony anh cũng nói là anh Thiện, nên là em cũng tin vào đồng đội của mình. Dạ vâng ạ. Xuất sắc, các bạn đã có phán đoán chính xác. Ghê thiệt. Như vậy là sau bao nhiêu năm, 10 năm diễn viên của anh tôi đã không qua mặt được các đàn em. Lại đây sao? Lại đây. Không quên được luôn hết trời. Không có cọc anh. Dạ em show không có cọc. Điện lành nè. Mấy rồi, mấy không rồi? 32 32 hả? 32 hả? Đúng rồi. Nghĩ sao không cọc thua mà. Chưa, anh còn một vòng nữa. Chưa, còn một vòng. Không hề luôn. Chẳng hạn mọi người thấy là Thiện không hề có nét chuyển bậy luôn nè. Nét chuyển bậy luôn nè. Ai chào. Diễn thiệt bà diễn cố. Chân thật. Diễn thiệt như vậy. Nói rồi, người anh em thiện lành của em rất là hay lắm. Rồi. Như vậy là với phần diễn xuất xuất sắc của anh Chí Thiện. Ngày hôm nay thử thách chúng tôi đó chính là nhai than hồng. Hả? Nó giỡn vậy thôi. Chứ mà game thẳng quá vậy, chứ game thẳng quá trời luôn. Mặt cọc thiệt luôn á. Chứ game thôi mà cọc quá vậy trời. Không phải, biết sao? Cọc thiệt luôn á. Không, anh Thiện anh biết là nếu mà đội của anh là đội chọn anh nữa. Đội của
Khánh mà cử ra ai? Dạ từ từ để tụi em hỏi ý tí xíu được. Hỏi ý luôn, mình hỏi ý luôn cho giống ta đi anh. Thật ra mình giả bộ hỏi ý vậy thôi, chứ thật ra mình cười vô mặt đội bên kia chắc chắn anh không có ra đâu. Để anh ra để đoán được nữa hả? Thiện ngây thơ. Không, anh giả bộ ngây thơ thôi. Thật ra anh nguy hiểm lắm. Thiện không nói câu đó là tin đó Thiện. Chán quá. Cái game này không dành cho tôi rồi. Đội kia ơi, mình bàn lớn lên đi, không sao đâu. Đội thắng là được ơi, mình bàn lớn lên cho cả phim trường cùng nghe nè. Mình làm để chơi okay, vui thôi mà em. Ok. Nhưng mà không thắng là anh cọc á. Sao anh mới nói chơi cho vui mà. Miễn là thắng ơi, bên đây người ta cử ra một nữ nhi thi đấu các bạn đó. Nãy giờ không phải, tại vì lý do của Thiện cũng không có chiến lược gì giống như Mumo, giống như bên kia. Mumo, anh dùng từ là Mumo. Dạ anh dùng sai, âm mưu. Thì bên đây chỉ là muốn nãy giờ chuối lên hai lần rồi, anh cũng hai lần rồi. Chẳng lẽ Fanny cứ ngồi quả mũi như vậy mà, thì không có tiếp xúc lại gần với khán giả nhiều. Không phải, tại vì trong mỗi game, cho mỗi game show á thì phải có một bên là giải trí, một bên là thiên về chiến thuật cho chứ tụi em không có mô mô. À thật ra tất cả những show truyền hình cũng đều là muốn giải trí cho khán giả vui thôi mà. Dạ, tụi em được. Tại sao hai đội các bạn tỏ ra nguy hiểm như vậy? Đây chỉ là game show thôi mà. Đúng rồi. Mọi người bị sao vậy? Bên đây cử ra Fanny và bên đây là dạ, bên đây tụi em đậu ra một bạn nữ luôn. Cũng là một bạn nữ. Bạn nữ tóc ngắn là Tony. Ráng lên Tony. Nước sâm rất bổ và cái nét rung rung nè, cái nét xạo dễ sợ nè. Cũng giúp chúng ta mặn mà hơn. Mình đổi từ đầu anh kia được không? Không được, từ đầu này. 3, 2, 1. Wow. Hương vị quê nhà không? Không, từ từ. Đam mê nè, đam sao mê. Sao mình tới cái ly nhỏ thứ hai? Đam mê ghê luôn. Khát nước quá, nãy giờ nói quá mà, đâu qua cho uống nước. Dính luôn. Đứng kế dính luôn. Phải uống hết nha, phải uống hết nha. Cho chừa. Mình có thể bỏ uống được. Tráng không được, mình có thể... phải uống hết đi. Đâu có hồi tới vậy đâu. Ê khoan xí, tại vì nếu mà để như vậy mình không biết là bạn có uống hay không, nên là bạn phải rót ra ly đi để mình biết được là bạn có uống. Uống ai hồi nãy mồi này nhấp mồi nhấp mồi hả? Em chơi game căng vậy Khánh. Căng chứ anh. Trời ơi cầu giả hai hồi vậy. Ủa anh Thiện, anh nói em nghe nè. Anh ơi người em. Ủa nè nè anh nói em nghe. Game mà. Không phải gì. Không phải. Hồi nãy á Thiện tính là không có cọc rồi. Tại vì mình thấy mình cũng thua rồi, mình không có cọc. Thì em mình dặn mình là mình đừng có cọc thì mình không cọc. Nhưng mà bây giờ nó cọc. Ê bây giờ sao? Giờ muốn gì? Không cọc giờ làm sao? Mình là nghệ sĩ, thật đó, mình là nghệ sĩ. Anh Thiện ơi. Anh, người anh phải bên em. Rồi, rồi. Ok rồi, tiếp okay. Đi tiếp theo đi. Đó, nhờ anh cọc á, em khỏi phải uống hết ly á. Dạ, đội của em sau khi thống nhất, trong cái quá trình thống nhất không cọc. Vậy là tất cả nãy giờ dòng trước là đều cọc. Không, không, dòng này giải thích. Dòng này có mở ngoặc, mấy dòng trước sợ bị hiểu lầm.